Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở đâu. Sau gần 2 tháng kể từ ngày Việt Nam phát hiện ra ca nhiễm bệnh do cúm Vũ Hán, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn mất tăm, chưa có bất kỳ phát biểu hay chỉ đạo nào về đại dịch này. Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về sự bật vô âm tín này vì trên lý thuyết, người giữ vai trò Chủ tịch nước được cho là cần có phát ngôn, hành động kịp thời để an dân về những vấn đề liên quan đến đối ngoại cũng như sức khỏe của người dân và có mối quan ngại khác về chủ quyền quốc gia, thiên tai, dịch bệnh. Tất nhiên là người đứng đầu của Đảng và Nhà nước cũng có thể ốm đau và cũng có thể có những vấn đề về cá nhân. Nhưng một đất nước thì không thể thiếu vắng một người lãnh đạo và phải có cơ chế để thay thế. Ông Nguyễn Lân Thắng đã bày tỏ như vậy. Đây là hình ảnh Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam trình quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào hôm 27 tháng 2 năm 2020. Lần gần đây nhất là ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trên truyền hình, truyền thông vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2020 khi ông tiếp đại sứ các nước như Vương quốc Campuchia, Thụy Sĩ, Cộng hòa Bolivia, Venezuela, Cộng hòa Hy Lạp, Cộng hòa Paraguay, Đại Công quốc, Cộng hòa Vương quốc Hamisi Jordan đến trình quốc thư. Điều 86 Hiến pháp Việt Nam có quy định rất rõ ràng như sau. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Ông Nguyễn Đức Thắng, nhà hoạt động chính trị xã hội ở Hà Nội nói rằng không chỉ có ông mà rất nhiều người dân trong cả nước đang thắc mắc liệu người đứng đầu đất nước đang ở đâu trong thời điểm cả nước phải chống chọi với dịch bệnh nghiêm trọng như hiện nay. Ông nói thêm, tôi có thấy thông tin là ông Nguyễn Phú Trọng đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện trên truyền thông, cũng như các hoạt động nhà nước. Đây là việc mà tôi cũng rất thắc mắc. Với cương vị lãnh đạo là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, vừa là Chủ tịch nước thì đáng lẽ, lý ra khi có các tình hình nguy cấp của đất nước như vấn đề dịch bệnh này, thì những người đứng đầu Đảng phải có tiếng nói với các hoạt động. Cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng như các thành viên ở trong chính phủ đang gồng mình, vật lộn để chống chọi với cơn dịch bệnh. Đó là điều mà rất nhiều người cũng đang thắc mắc. Và đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng đã mất tích trong lúc đất nước gặp chuyện. Như hồi năm 2019, ông Trọng cũng giữ im lặng trong suốt hơn 3 tháng trời mặc kệ Trung Quốc cho tàu thăm dò Hải Dương 8 quần đảo khắp nơi trong khu vực bãi tư chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh. Từ khi dịch cúm Vũ Hán khởi phát đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất nhiều lần phát biểu trước công chúng. Truyền thông quốc tế ngày 18 tháng 3 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch chi mỗi công dân Mỹ khoảng 1.000 đô la để giúp họ đối phó với động thái của dịch cúm Vũ Hán. Theo tiến sĩ Hoàng Hợp, thì việc ông Trọng không xuất hiện cũng không quan trọng vì chống dịch là nhiệm vụ của bên hành pháp mà Thủ tướng là người đứng đầu. Ông nói thêm, các văn bản quy định pháp luật, hiến pháp Việt Nam thì quy định, không quy định những điều đấy, những việc mà đó là của hành pháp, tức là ông Thủ tướng là người đứng đầu hành pháp chứ không phải là Chủ tịch nước. Chủ tịch nước là nguyên thủ thì thực hiện ở mức độ hình thức và lễ tân, chứ không phải là người đứng đầu hệ thống hành pháp quốc gia Việt Nam cho nên không quan trọng lắm. Cái việc ông ấy ra đi thăm người ốm hay đi thăm nơi này nơi kia ở thiên tai đồng bằng sông Cửu Long thì cũng rất tốt. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ của ông ấy. Thế còn đối với vai trò Tổng Bí thư cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, hệ thống một đảng, tất nhiên về mặt tình cảm thì viện dẫn lý do sức khỏe mà chưa làm được hết tất cả các việc thì người ta phải thắc mắc và người ta cũng buồn thay. Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước có 6 nhiệm vụ và quyền hạn chính, trong đó nhiệm vụ thứ 5 ghi rất cụ thể như sau. Công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Và bên cạnh đó, ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam cũng cho rằng do sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đang yếu, không thể xuất hiện trước công chúng nhiều, nhưng ông ấy vẫn muốn giữ vai trò quyết định nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, nên vẫn cố giữ hai ghế Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Macron bàn bạc với nội các và công bố các biện pháp chống dịch, hạn chế đi lại, đóng cửa trường học và những nơi giải trí, khách sạn,
và taxi được sử dụng cho nhân viên y tế, mọi phí tổn sẽ được chính phủ chi trả. Chính phủ sẽ tìm cách giúp đỡ các doanh nghiệp không bị phá sản, sẽ hoãn thuế, miễn trả tiền điện, ga, tiền nước. Tiến sĩ Hoàng Hợp đánh giá rằng sở dĩ ông Trọng lâu nay không thể xuất hiện trước công chúng quá nhiều là với lý do sức khỏe. Ông nói thêm, ông ấy đang ốm mà, ông ấy đang hồi phục chậm nên đã xin phép làm việc ít đi. Lần trước, cái vụ Tư Chính thì ông ấy có nói trong hội nghị trung ương thôi chứ không có nói ở ngoài. Còn bây giờ chuyện bệnh dịch thì chỉ có Thủ tướng nói thôi chứ Chủ tịch Quốc hội cũng chưa thấy nói gì, chắc là họ đang phân công nhau. Còn việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ của Chủ tịch nước rất rõ ràng cho đến nay vẫn chưa được tốt. Bởi Chủ tịch nước hiện nay ông ấy đã bỏ bớt một số việc. Bây giờ ông ấy phục hồi chưa tốt cho nên ông ấy đã giao bớt một số việc cho Phó Chủ tịch nước theo hình thức nội bộ. Thì bà Phó Chủ tịch nước cũng đã mấy lần bổ nhiệm các đại sứ bậc 1, bậc 2, rồi duyệt các danh sách bổ nhiệm các đại sứ mới. Ông ấy hoàn toàn giao quyền cho Phó Chủ tịch nước ký một số công bố, một số luật, pháp lệnh, quyết định của nhà nước. Và từ Berlin, blogger Bùi Thanh Hiếu, tức người buôn gió, người thường xuyên quan tâm đến ông Nguyễn Phú Trọng và tình hình chính trị tại Việt Nam đã viết bình luận về tình hình nội bộ như sau. Ông Trọng chính là thước đo cơn dịch Vũ Hán. Đây là hình ảnh hôm 25 tháng 2, Tổng thống Hàn Quốc đã đích thân tới thành phố Daegu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch cúm Vũ Hán và xem xét tình hình ở đây. Blogger, người buôn gió tức là Bùi Thanh Hiếu đã nói rằng tôi phán đoán là do tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đang rất tệ. Bởi vì chúng ta biết những thông tin rằng ông ấy bị đột quỵ, bị những vấn đề với sức khỏe rất là run rẩy khi mà xuất hiện trên truyền hình và truyền thông từ trước. Vậy nhưng có lẽ ông Trọng vẫn đang cố gắng níu lại để có một vị trí quyền lực cũng như là một vai trò quyết định trong đại hội sắp tới. Cho nên ông ấy tìm cách tránh truyền thông và tránh công luận. Ông Nguyễn Lân Thắng cũng chia sẻ thêm như vậy. Có tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ bắt đầu từ hôm 14 tháng 4 năm 2019 trong lúc đang thăm tỉnh Kiên Giang. Người phát ngôn của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng sau đó trả lời báo chí rằng cường độ làm việc cao ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Đến ngày 14 tháng 5 năm 2019 mới thấy ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện trở lại trên truyền thông nhà nước khi ông đang chủ trì buổi họp của các ủy viên Bộ Chính trị với một số ít người. Và chỉ còn chưa đầy 10 tháng nữa, theo dự định, Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ diễn ra. Con số 13 thật là một con số không may mắn, còn rất nhiều việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải làm. Đó là vấn đề nhân sự, vấn đề đường lối, kiểm điểm, đánh giá tổng kết và vô vàn các vấn đề khác. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Blogger Bùi Thanh Hiếu viết tiếp trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Từ khi có dịch cúm Vũ Hán xuất hiện, ông Nguyễn Xuân Phúc biệt tích ngay từ ông Nguyễn Phú Trọng đã biệt tích ngay từ lúc đó. Ở cương vị quyền lực nhất, ông Trọng có đủ thông tin về căn bệnh này, ví dụ như nó tác động đến người quá 30 tuổi. Nó tiếp xúc qua đường giao tiếp giữa người với người. Có thể vì thế ông Trọng biến mất. Chắc hẳn giờ ông đang ở một nơi canh phòng cẩn mật được sát trùng. Ông tiếp nhận các bản tấu đã được sát trùng diệt khuẩn của quần thần. Cũng như ông có thể ra lệnh qua loa từ phòng ông phát sang phòng bên cạnh. Đảng lãnh đạo toàn diện, nhưng cơn đại dịch này, Đảng nói đúng hơn là ông Trọng, trong cơn dịch này không thấy bóng dáng đâu. Lý do ông chưa biết cơn dịch này sẽ tác động như thế nào, không đoán được diễn biến của nó. Ông ngồi ẩn mình một chỗ và mặc kệ cho đám phúc, đam, dơ mặt ra chống dịch. Chừng nào thấy ngon ăn, thấy tiến triển chắc chắn, dịch cúm bị ngăn chặn. Chừng đấy, ông Trọng sẽ xuất hiện trong vai trò tổng kết thắng lợi chống dịch dưới sự lãnh đạo của Đảng, tức là của ông. Nói như thế, có thể hiểu, chừng nào ông Trọng chưa xuất hiện, chừng đó kết quả chống dịch cúm Vũ Hán chưa thể khẳng định đã có kết quả. Ông càng biến mất bao lâu, thì mối lo về tác hại của cơn đại dịch càng lớn bấy nhiêu. Đây là chia sẻ của blogger Người Buôn Gió. Và phải chăng ông Trọng lợi dụng cơn dịch đã trốn mất và hoãn hội nghị trung ương để rồi lấy cớ hoãn luôn cả đại hội đảng lần thứ 13? Đây là một câu hỏi cũng được nhiều người đặt ra. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhân dịp
90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. Và blogger Người Muốn Gió tiếp tục bình luận thêm như sau. Không phải con số thống kê của chính phủ hay của bộ ngành nào làm yên dân bằng sự xuất hiện của ông Trọng cả. Những con số có thể là láo toét, khai ảo để lừa dân chúng yên tâm không hoảng loạn mà ảnh hưởng đến chế độ. Hình ảnh ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước xuất hiện nơi này nơi kia thăm hỏi và chỉ đạo, nhắc nhở là minh chứng thực tế nhất cho kết quả phòng chống dịch cúm Vũ Hán tại Việt Nam. Kể từ khi Hội nghị Trung ương 11, khóa 12 hồi đầu tháng 10 năm 2019, đến nay đã được hơn 5 tháng. Theo thông lệ, 6 tháng sẽ có kỳ họp Trung ương kế tiếp. Năm 2020 là năm cuối của khóa 12, quý 1 đầu năm đã triển khai Đảng bộ cơ sở. Nếu chúng ta biết Hội nghị Trung ương 10 và 11 cách nhau chỉ 4 tháng, thì việc đến giờ chưa thấy động tĩnh gì của Hội nghị Trung ương 12, thì chúng ta sẽ thấy cơn dịch ở Việt Nam vẫn đang là mối lo cực lớn. Nếu nó không còn gì nguy hiểm, nó được kiểm soát tốt như chính phủ tuyên truyền, thì không có lý do gì Trung ương 12, khóa 12 không dự tính ngày họp. Ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban soạn thảo văn kiện, một cá nhân và nhân tố đắc lực để soạn thảo đường lối văn kiện cho Đại hội 13 bị dính cúm Vũ Hán sau khi du ngoạn ở nước ngoài trở về. Cháy nhà ra mặt chuột, hành trình của ông Thuấn làm người ta thấy sự xa hoa, trác táng như đế vương của một tay thân tín ông Nguyễn Phú Trọng. Và người dân sẽ nghĩ gì khi không thấy ông Nguyễn Phú Trọng cũng như không thấy các hoạt động của Trung ương Đảng? Người ta sẽ nghĩ đơn giản thôi là các bố Trung ương Đảng còn sợ chết vì dịch, không dám làm việc, thì nói việc dịch bệnh được kiểm soát tốt, tin sao được? Blogger Người Muốn Gió đã chia sẻ và đưa ra kết luận cuối cùng như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.